Xét 7. 02. Xét 6. Xét 6. 02. Trận đấu rất tuyệt.
Thôi. Hay lắm, rất hay. 89. Một quả đánh đúng nhưng không vào bàn. 9 đều cầm theo bóng. Lợi thế của Huỳnh Thái Quang. Và ai sẽ là người ghi được điểm 10 trước của sách này sẽ là người rất nhiều ưu thế. 9 đều. Một quả penalty của Huỳnh Thái Quang đánh được 9-10, rất ổn tranh. Được rồi, 3 bóng. 10 đều. Ra bóng hỏng của Lê Quốc Tiến. Cơ hội cho đến cho Huỳnh Thái Quang. Nếu anh qua được set này, set thứ 7 là một set hai bên sẽ hoàn toàn thoải mái và đánh rất hay. 11-10. Tuyệt vời, đầy kịch tính. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị sẽ bước sang set thứ 7. Trận đấu thật là không có gì để hơi nào hơn để xem trận đấu này. Tuyệt vời cho cả hai bên.